Xin chào quý khách nhá. Sau đây em review cho khách xem chi tiết cái bộ cháy cúc ngoài bằng nhựa 3D của xe Trailblazer. Đó các bác ạ. Bộ sản phẩm thì là bằng chất liệu bằng nhựa, có trắng gương ở 3 điểm. Là mạ chrome rất là đẹp các bác ạ. Đó. Và trong gương này có in chữ Trailblazer theo tên của xe, rất là đẹp. Đó, bằng nhựa trắng gương các bác nhá. Đằng sau thì nó có băng dính 3M hai mặt. Đấy. Các bác nhìn này. Các bác mua về chỉ cần lột ra và dán thôi, nó rất là dễ dàng, đơn giản, dễ dàng lắm. Các bác nhìn thấy chưa? Ngoài ra khi mua hàng bên em có tặng kèm thêm băng dính để cho các bác dán chắc chắn hơn. Đó, rất là đẹp các bác nhá. Sản phẩm này là sản phẩm độc quyền duy nhất chỉ bên em mới bán cái loại này. Đó, các bác mua hàng phải cứ yên tâm về cái chất lượng nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sang và đẳng cấp. Địa chỉ bên em là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bác mua hàng cứ đặt hàng liên hệ bên em nhé. Em nhận ship hàng toàn quốc các bác ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn các bác nhé.